Xin chào buổi sáng tất cả các bạn. Hằng đang đứng ở ngoài khu vườn của mình ở đây. Và hôm nay mình sẽ đi thu hoạch dâu tây nha các bạn. Trồng có mấy cây dâu tây à các bạn, mình nó ra trái quá trời luôn nè các bạn, nhìn nè. Trái như vậy là so với trồng ở nhà là rất là to nè các bạn. Nhưng mà hôm nay mình không có rảnh để thu hoạch đó các bạn. Nên hôm nay nó chín quá trời, nó bị khô luôn rồi. Nên mình sẽ hái cho các bạn xem nha. Đây mình sẽ cắt cái trái hình cái con bướm này. Đó, thấy cưng chưa? Một chùm thì nó rất là nhiều trái các bạn, nhưng mà nó sẽ to lên và chín từ từ chứ không phải là chín một lượt nha các bạn. Đây, mình sẽ bỏ vô trong cái gỗ này. Ở đây có hai quả, mình sẽ hái trước một quả. Và cái nào củ củ nhỏ nhỏ gì khô á, mình sẽ cắt bỏ để mấy cái trái khác nó còn sống á các bạn. Quá trời nhiều luôn, chắc nó không đậu được. Tại vì nhà mình không có tưới phân phì giống như là người ta trồng bán, nên nó không có đủ để nuôi cái cây nè các bạn. Ở trong đây cũng có nè các bạn, nó muốn thu hoạch nó bị khô rồi nè các bạn thấy không? Khô rồi. Đây, hai quả nữa nha các bạn. Năm quả rồi đó. Wow, nhiều chưa? Quá trời nhiều luôn. Ở bên đây cái cây này nè các bạn, nó ít lá nè, nó ra quá trời nhiều hoa luôn nè. Sẵn có mấy trái dâu, không phải mấy trái dâu mà lấy mấy quả việt quất thôi, thu hoạch luôn các bạn ơi. Mình trồng chung một chậu đó các bạn, nên nó che bớt nhiều quá, năm sau chắc phải tiễn ra, không có trồng chung nữa. Đây các bạn ơi, ở trong kẹt này nó có một trái chín đây nè các bạn ơi. Hái luôn đi để không thấy. Để nó ra đi, để qua nó rớt bên đó rồi mình không thấy nó các bạn. Để đi qua bên cây bên đây. Cây bên đây. Đây có trái chín ở đây các bạn ơi. Đây một trái. Ở đây chưa? Ôi, cái chùm này nè các bạn thấy không, đầy trái là trái luôn nè ha. Quá trời nhiều trái luôn nè, nó chưa chín hung nữa mà thôi, hôm nay mình thu hoạch rồi mình hái luôn đi các bạn. Dâu rất là dễ hái nha. Đây nè các bạn ơi, cái này quá trời nhiều trái nên nó nhỏ nè. Hồi trái này bé tẹo tèo teo luôn rồi nè. Nó bé tẹo tèo teo nhưng mà vẫn chín, vẫn mọng nước nha các bạn. Đây chín khô luôn. Này không đủ nước, không đủ phân gì mà nó hư luôn nè. Mấy cái trái bé này. Còn ở đây cái này mọng nước. Nó đó các bạn, nó ra gì nó chín xong rồi cái là tại vì ở ngoài farm đó các bạn, nó như vậy người ta mới hái kịp đó các bạn. Hái qua một ngày sau rồi thì lại chín hồng lên, như hái nữa. Ở trong đây cũng còn rất là nhiều hoa nè các bạn thấy không, mẹ hàng giờ mấy cái cây ở trong cái gốc của cà chua đó các bạn, cho cái cây phát triển. Ủa, nhìn cái bông này nè các bạn, rất là nhiều luôn á nha. Nè khoe với các bạn cây nho của Hằng nè. Đó, cây nho nhỏ xíu nhỏ hơn ngón tay Hằng nữa. Chắc bằng ngón này không? Là nó có mấy chùm nho ta, 5 chùm hay gì đó là. Một chùm nè, hai chùm nè. Chùm này bự hơn nè. Bên đây một chùm,
thường lấy mấy cái rau xà lách xuống hết rồi, mấy cái chậu rau xà lách xuống hết rồi để cho cái nhò nó bò lên, các bạn thấy không? Cho nhò bò lên cho nó đủ ánh nắng các bạn ơi. Này cái cây nhỏ quá mà nhiều chùm không biết nó đậu không các bạn. Nhìn cái trái nho nó cũng đẹp quá trời luôn nè. Nhìn tốt tướng quá. Đó, cà chua trái từ gốc lên trên ngọn nha các bạn. Có mấy cây dâu tây à. Và quá trời bông luôn. Mấy trái bên đây bé tím này các bạn ơi. Còn xanh xanh không, mấy cái cây này là nó bị ở trong kẹt hôm bữa đó các bạn, nó nằm phía trong gốc của cái cây mà cà chua đó các bạn, hàng bứng hàng dời ra nè đó. Nên nó không có được to cho lắm, nhưng kệ đi, cắt bỏ nó để cho nó phát triển các bạn ơi. Ở dưới gốc cây bưởi của mình cũng có nữa nè các bạn, mình trồng ba dời qua luôn, tại nó bên kia dời qua luôn, này nó hết bông mà nên mình cắt luôn đó bà, không có to lắm nha các bạn, bé bé à. Đây nguyên một chùm baby bông bông baby bông bông bên vàng bướm bướm ta da. Đây là nãy giờ mình thu hoạch được mấy trái dâu nè các bạn ơi. Có một em két xuống ăn cái hạt hướng dương của mình nè các bạn, ghê không? Cái hoa hướng dương khổng lồ các bạn ơi, ăn một mình luôn, hôm bữa dẫn bốn bạn bữa nay ăn một mình luôn. Cà chua này, cà chua không, nó thật sẽ trong lùm đó, nó cũng nổi cà chua lên nữa, nó xanh. Đây là cách thu hoạch hạt cải nha các bạn. Thấy gì mà ra nhiều hạt lắm nè, có trời nhiều năm xa trồng hết không nổi luôn. Đó, anh ta cái cảnh ngã ngã dưới gì nè, nó khô cái mình đụng nó, cái nó té cái hạt ra, nó có mấy cái hạt mini mini á cho mình gãi đại xuống đi, giờ bữa nó lên có tiền nhiều. Cái này người ta cho vài hạt về gãi người ăn người trồng lên rồi giờ chắc đem đi bán luôn. Các bạn ơi, mình vô nhà mình rửa xong rồi nè các bạn, nguyên một tô nhìn dễ thương chưa nè. Trời ơi, nè baby. Vui bà. Con nói xin chào cô chú đi. Xin chào cô chú. Con nói đàng hoàng. Xin chào cô chú. Xin chào cô chú. Xin chào cô chú. Xin chào tấm. Thôi, không biết nói chuyện thôi, không cho ăn luôn. Đây là cái trái nãy mình hái nè các bạn, nhìn nè to chưa. Con thử nha. Nó rất là ngọt và thơm luôn nè các bạn, mọng nước luôn. Quá trời thơm. Mà ăn trái mà thơm mọng nước lắm. Ồ, cho nó chỉnh. Nó mềm, nó thơm, mà nó thơm cái mùi giống như là cái hương nhẹ dịu quá chứ không có giống như con ta. Nó thoảng thoảng thơm thơm phải không? Nó có mùi thơm hơn, nó thoảng thoảng, nó giống như nó dịu hơn mấy cái kia ăn nó ngọt hay là nó giòn thôi chứ nó không có thơm như vậy. Nó
này giống không, mấy cái mùi mà mùi hương dâu á, nó thơm lẫn thoảng giống mấy cái mùi hương dâu á, tại vì nó là trái dâu nên có cái mùi thơm hương thơm lẫn thoảng của mùi hương dâu. Thơm. Ơi, có một người dặn rồi, chắc mình ăn hết luôn. Đây, cái trái này hôm qua chồng ăn bảo chưa. Ngon quá là ơi. Cái này mà để nó đậm nó mới ngọt, còn nó không giống luôn. Cái trái này bé bé xinh xinh. Ổng thấy cái trái không ăn, ổng muốn chết. Để chín tím ăn đó. Ừ, mami. Ui, ngon quá các bạn ơi. Ăn nè bé, nè cho con một trái nè baby nè. Có thằng cu nó giặt nè. Thơm kìa. Đây ngồi lên đây, ngồi lên đây. Rồi baby bị nó lấy luôn rồi, nó lấy đi trốn luôn các bạn ơi. Thì thôi mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Nào nó chín nữa thì mình sẽ hái cho các bạn xem nữa nha. Bye bye các bạn, nhớ like và ủng hộ mình nha các bạn. Bye bye.